cây chuyện các phụ luôn cho bà phương mặt ăn. Rồi mô tả vết thương thì đã chỉ rồi nha. Rồi các cái tài liệu tham khảo. Rồi bài học hết, các bạn có hỏi gì không? Có ai hỏi gì không? Tất cả các cái test, tất cả các cái test trong YouTube đều có. Các bạn chỉ cần gõ tên test trong YouTube nó sẽ có. Cán cổ chân bàn chân trong YouTube cũng có. Các bạn có hỏi gì không? Nếu không hỏi gì thì mình nghỉ nha.